Mai Hương và cùng nghe thông điệp từ cô nhé. Mặt trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi sen tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng nằm trong xanh. Nhiều điều rất hay, cả bầu trời tri thức. Xanh cho tôi đã đứng, cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu xanh hay, tôi yêu xanh hay. Cả nhà đọc xanh, cả nhà đọc xanh. Một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh, tương lai sáng tươi. Cả nhà đọc xanh, một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh, tương lai sáng tươi. Chú vẫn đang nói chi mình, quan trung luôn thế bình, nói gương theo vĩ nhân, trong và ngoài nước, Newton, Edison. Trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi xanh tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng nằm trong xanh. Nhiều điều rất hay, cả bầu trời tri thức. Xanh cho tôi đã đứng, cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu xanh hay, tôi yêu xanh hay. Cả nhà đọc xanh, cả nhà đọc xanh. Một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh, tương lai sáng tươi. Cả nhà đọc xanh, cả nhà đọc xanh. Một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh, tương lai sáng tươi. Tâm yêu thương khắp muôn loài, chia sẻ những nỗi đau. Tâm kiên trung rất anh hùng, nâng cao hiểu biết. Tâm yêu thương khắp muôn loài, chia sẻ những trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi xanh tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng nằm trong xanh. Nhiều điều rất hay, cả bầu trời tri thức. Xanh cho tôi là đứng, cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu xanh hay. Xin kính chào các bạn. Tôi tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Mai Hương, chi hội trưởng chi hội 3, khu phường 15 Bình Thạnh. Gia đình tôi gồm có 5 thành viên, 2 con gái, con rể và cháu ngoại. Các con tôi và các cháu đều đi làm và đi học. Vì vậy, cái thời gian đọc sách của gia đình chúng tôi rất là chỉ có vào buổi tối và thứ bảy chủ nhật. Nhà thì nhiều sách, truyện, tranh, truyện, rồi sách kinh tế và sách học của cháu. Bản thân tôi là hưu trí, vì vậy thời gian đọc sách của tôi là từ 7:30 đến 8:30. Nó gồm các loại là báo Tuổi Trẻ, báo Phụ Nữ, chuyên mục về thông tin về gia đình, đời sống và cách xử lý trên các loại báo, sách nấu ăn, về châm ngôn về cuộc sống, sách đắc nhân tâm. Để sở dĩ là đọc những cái sách này thì để phục vụ cho việc xử lý công việc hàng ngày, rồi về cái việc tư vấn cộng đồng trong của trong cái tổ tư vấn cộng đồng. Về quá trình đọc sách, báo thì tôi đã xin mời gọi các bạn tham gia về đọc báo để tăng cường cái kiến thức cho bản thân mình, để có cách xử lý trong giao tiếp xã hội cũng như trong gia đình. Tôi cũng rất là mong các bạn nên chăm đọc sách và chúc mọi người tìm được nhiều niềm vui trong đọc sách và tìm ra nhiều giải pháp trong để xử lý tình huống. Xin cảm ơn các bạn. Trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi xanh tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng nằm trong xanh. Nhiều điều rất hay, cả bầu trời tri thức. Xanh cho tôi đã đứng, cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu xanh hay, tôi yêu xanh hay. Cả nhà đọc xanh, cả nhà đọc xanh. Một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh, tương lai sáng tươi.